có cái cơm cơm ống tre hay là ống gì? Cái này gọi là cái gì cô? À, cơm ống tre. À, thưa quý vị, nãy giờ mình mới nhìn thấy một hình ảnh rất là đặc biệt, đó là gói bánh tét truyền thống. Dạ chào cô chú. Trời ơi, nãy giờ thấy không thấy cái hình ảnh gói bánh tét, quá hay luôn. Điều này rất rất hiếm và rất quý ở Mỹ. À, đây là một cái hình ảnh quen thuộc với Tết xưa của người Việt chúng ta. Hình ảnh ông đồ bày chiếu và viết liễn, viết chữ. Vậy là đây là lần đầu tiên anh tham gia trong cái hội chợ? Đây là lần đầu tiên tham gia cái hội chợ. Phải là lớn nhất của Hy Sinh năm nay. À hả? Hy vọng rằng là năm sau hoặc là những năm sau tiếp nữa là cái hội chợ này phát triển mạnh hơn. Và dạ, cái văn hóa Việt Nam của mình sẽ được rộng rãi cho toàn thể cộng đồng Việt Nam ở đây. Dạ, dạ anh Thăng. À, kính thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Miền Tây ở Houston. À, thưa quý vị và các bạn, mình đang ở trong cái khu hội chợ của ban tổ chức hội chợ, cái tên chủ đề là Tết xưa và nay. À, thưa quý vị, cái ban tổ chức là của Vietnamese American Community Development. À, cái tên này nó dễ làm cho một số người người ta ngộ nhận. À, đây là cái ban tổ chức của ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston tổ chức, nhưng mà không phải. À, đây là một cái tổ chức cũng của người Việt nhưng mà không phải của đại diện cho cộng đồng của Houston. Bởi vì mình biết là ban đại diện cộng đồng Houston tổ chức cái hội chợ vào ngày 18 tây tháng 2. Đúng rồi, 18 tây tháng 2 tại khu Hồng Kông 4. Và thôi, mình cũng qua đồng cùng một số người Việt đồng hương đến đây để dự cái hội chợ với cái đề tài Tết xưa và nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi ở trong hội chợ có gì đặc biệt. À, đây là cổng của hội chợ Tết Giáp Thìn. Và ở trên là chúc mừng năm mới. Cái bảng cổng hội chợ cũng khá đẹp, và cái biểu tượng con rồng ở bên cổng trái. Đây là biểu tượng cổng tam quan, nhưng mà chỉ có cái cổng tam quan vuông. Chúng ta thấy có rất nhiều tà áo dài được cách tân. Chúng ta thấy có nhiều bà con đồng hương với những áo dài truyền thống chụp hình lưu niệm ở tại cổng hội chợ. Và đặc biệt là khu rừng mai, đã tạo một cái khu rừng mai. Cũng khá ấn tượng. Đi giữa một rừng mai với thầy cũng màu sắc Tết. Biểu tượng con rồng, bởi vì năm nay là năm rồng Giáp Thìn. Mình thấy đây là hình như là cái biểu tượng ông đồ. Đây là một cái hình ảnh quen thuộc với Tết xưa của người Việt chúng ta. Hình ảnh ông đồ bày chiếu và viết liễn, viết chữ. Anh ơi, cái này là cái gian hàng giống như là cho ông đồ phải không ạ? À, rồi xin lỗi anh tên gì ạ? À, dạ anh Thăng. Anh làm cái này lâu chưa hay nhiều năm chưa, hay là mới cái nơi hội chợ được mời năm hội chợ năm nay? Tại vì mình em đi hội chợ cũng nhiều mà ít có thấy hình ảnh này, cũng hay hay.
Mình thì ra thì lâu nay ở Hy Sơn chưa có tổ chức lễ hội nào mà nó lớn như lần này đó. Biết cái phương pháp này cũng lâu rồi nhưng mà chưa có gặp được cơ hội. Dạ anh Thăng, rồi vậy là đây là lần đầu tiên anh tham gia trong cái hội chợ. Đây là lần đầu tiên tham gia hội chợ, có lẽ là lớn nhất của Hy Sơn năm nay. Hy vọng là năm sau hoặc là những năm kế tiếp nữa là cái hội chợ này phát triển mạnh hơn và cái văn hóa Việt Nam của mình sẽ được rộng rãi cho toàn thể cộng đồng Việt Nam ở đây. Dạ anh Thăng. Hồi nãy giờ nãy giờ mưa quá bây giờ mới la dọn dẹp. Có lẽ là phải chuẩn bị cho họ tới thôi. Đây là những cái đèn treo Tết, có cái chức trang trí và trước ngõ hay trong nhà. Gian hàng này gian hàng trang trí chứ không phải để bán. Thỉnh thoảng ban tổ chức cũng có dựng những cái khu vực để cho người ta chụp hình ra lưu niệm. Và mình thấy những cái khu cái booth này cũng được đồng hương quan tâm, bởi vì hầu như chỗ nào cũng có người đứng chụp hình. Ở trên cái này thì những cái biểu tượng xưa của người Việt, chúng ta thấy như là hình ảnh của cá chép, hình ảnh của cây dừa, hình ảnh chăn trâu, em làm YouTube đi vòng vòng quay vui quá ha. Cái đồ này làm trước từ chiều ở nhà hay là mới làm ở tại đây cô? Có cái cơm ống tre hay là ống gì? Cái này gọi là cái gì cô? Cơm ống tre. Mà nếp xôi. Dạ. Bao nhiêu một ống vậy? 10 đồng một ống. $10. Rồi mua rồi mình phải gỡ ra hay là đập ra? Okay, thank you. So, yeah. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái đó nên cô có cái tên ở chỗ này nó hay hơn á. Nó con nghĩ cá nhân nha. Có cái tên. Đồ ăn nhìn thấy hấp dẫn á. Dạ. Dạ. Xíu mại. Ồ, có thịt ba rọi chiên hả cô? Ba rọi chiên nữa. Dạ. Cảm ơn cô, chúc cô bán đất à. Dạ. Đây là cái gian hàng của Chai Chicken. Okay. Đây là cái gian hàng gỏi khô bò. Gà nướng, mực nướng. Hấp dẫn nha. Đây, two for five. Busy hả? Five for two. Yeah, five for two for five. Mũ tôi ăn mấy bà mũ ạ? Two for five. Nhìn hấp dẫn. Gà nướng. Mình thấy ở đây là nhiều cái gian hàng.
bao giờ trong mấy cái hội chợ mình cũng thấy là cái gian hàng mà thu hút nhất là những gian hàng ăn uống. Có lẽ người ta đến đây vừa vui chơi và vừa ăn uống là chính. Hi, busy. Thai food hả? Thank you. How much each order? Oh, 2 for 5 the same. Yeah. Two for five. Thank you. Thank you so much. Là bún riêu. Có lẽ đây là gian hàng bún riêu của người Việt. Bún riêu $14. Ok. Đây là gian hàng lóc bò. Mình thấy quán ông bảy thần. Thưa quý vị, cái cảm nhận của mình hội chợ thì cũng tương đối ok. So với những hội chợ khác thì có lẽ là hơi vắng hơn. Có thể là hai yếu tố, một là cái này xa khu vực trung tâm của người Việt. Cái thứ hai nữa là hồi nãy có một cái cơn mưa. Cái thứ ba nữa là có thể là cái khuôn viên hội chợ này khá lớn, cho nên người ta, số lượng người ta nó đông hơn. Ủa sao đi ra hết vậy anh? Dạ, coi lên với pháo. Có lên pháo, ok. Mình thấy người ta từ ở trong hội trường, từ trong cái lều đi ra thì mình không biết đi đâu. Mình mới hỏi, đi coi lân với pháo. Thưa quý vị, mình cũng theo chân họ đi tìm lân với pháo. Excuse me. Trước khi đi coi lân với pháo, chúng ta coi, cũng ráng cái ké coi còn cái gì nữa đây. Cái gì anh, thịt xương bò hả anh? Dạ, cái xương này là baby back rib. Baby back rib. Dạ, baby back rib. Nghe mùi từ xa. Dạ, nghe mùi từ xa. Thứ hai là thấy anh trai nướng ngon miệng này. Dạ. Bác bán sao anh? Dạ, muốn hỏi giá qua bên bà vợ em. Dạ, em chỉ nướng rồi. Em không biết gì hết. Ok, chào chị. Bán đắt không chị? Dạ. Hai miếng 8 đồng. Nhưng mà anh combo á, anh được 2 baked rib, 3 miếng sườn hàng, 2 con dép, một cái bánh ngon, rất là ngon. Dessert có luôn. Và mua 1 combo 13 đồng. 13 đồng. Dạ. Bắp xào 8 đồng nữa hả? Nó chỉ thái nướng luôn. Cảm ơn chị. 13 đồng. Phải có cái giết rồi. Ok, cái này cái gì vậy? Dạ, cái này là cái con đó chị đeo. Vòng đeo. 15 đồng. Là một túi và 15 đồng. Dạ, và nguyên cái này luôn. Ở trong đó có mấy cái dòng vậy? Dạ, hình như 148 thì có. Ok. Xin lỗi cho mình coi ha. Chị nói 108 đồng. Đúng, 108 viên và 15 đồng. 108 viên, xin lỗi. Dạ. Giá bao nhiêu chị? Dạ, 15 đồng một. 15 đồng. Dạ. Ok. Và sẽ... Chị nói sao rừng, heo rừng sao nay? Ô, sao lăng à? Sao nay không có. Không, cảm ơn. Heo rừng sao lăng. Ok. 10 đồng, có bánh mì. Ok. Bên này có bánh 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 lớn 3 đồng. Cá viên chiên của cá viên chiên 8 đồng. Ồ, chết cha. Cá viên chiên
chị ơi, bà là lấy xài cash only có thẻ, lấy thẻ không? À, dạ không. Có sale. Ok. Cảm ơn chị, chút xíu là tôi đợi là tôi đăng ký cái này nè. Cái eo rồi sao lăng. Dĩ nhiên. À, cái nhà hàng này tên gì chị? ENT. À, cảm ơn chị giới thiệu trả lời nha. Hồi nãy chị nói là 10 đồng phải 12 đồng? Dạ 10 đồng một thủ này. 10 đồng. Ok. Dạ, cảm ơn chị. Đây làm nhiệt tình quá, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Mà nhất là làm cho vợ nữa chứ. À, không thiếu những gian hàng áo dài truyền thống và nón lá, đó là những trang phục truyền thống của người Việt Nam, và đặc biệt là áo dài nữ, hình như đây là dễ dành cho nữ. Những chiếc nón lá mô hình. À, thưa quý vị và các bạn, mình mới nhìn nãy giờ mình tưởng đâu là cái dây mà để mà người ta căng đường lai gì, mà nhìn kỹ đợi là pháo. À, thưa quý vị và các bạn, đây là những dây pháo, mình không biết dài bao nhiêu, nhưng mà có thể là cái dây pháo này dài nguyên một cái lượng pháo này có thể là dài lên đến vài trăm mét, vài trăm mét. Lần đầu tiên mình nhìn thấy một cái dây pháo dài kinh khủng như thế này. Mình có hỏi một em trong ban tổ chức mà em nói em cũng không biết luôn. Và ở đằng xa xa đằng kia thì có một cái đội lân đang chuẩn bị biểu diễn. Đây là khu vực cổng soát vé và cổng đi vào. Chúng ta thấy có rất là nhiều bà con đồng hương đã đứng vây quanh, bởi vì trong hội trường người ta thông báo là đi ra cổng để xem múa lân và đốt pháo. Cái hội chợ này đặc biệt là mình nhìn thấy rất là nhiều cái áo dài truyền thống của bà con đồng hương xuất hiện trong cái hội chợ này. Đây là niềm hãnh diện cho tà áo dài truyền thống của người Việt. Chúng ta thấy hình ảnh của một chiếc xe đạp, xích lô đạp chở khách đi vòng vòng. Hello, bao nhiêu một chuyến vậy anh? Đi bao lâu hay là tính theo chuyến anh? Oh, donation. Ok. Cái anh đã nói là donation, mình đi chở và tùy theo cái sự ủng hộ của những người thì chở trên đó. Chúng ta thấy cái người đạp xích lô đang chở một em bé. Thank you.
lúc pháo nổ không ai nghe tiếng múa lân, tiếng trống múa lân. Một cái khoảng trống sát pháo đỏ. Con rồng đang chuẩn bị bay lên. Thưa quý vị, nãy giờ mình mới nhìn thấy một hình ảnh rất là đặc biệt, đó là gói bánh tét truyền thống. Dạ chào cô chú. Trời ơi, nãy giờ thấy không thấy cái hình ảnh gói bánh tét, quá hay luôn. Điều này rất hiếm và rất quý ở Mỹ. Đây là món nghề truyền thống. Có bình ga chưa? Chưa. Đây là bánh chưng và bánh tét nữa. Chúng ta thấy một bàn tay nữ nghệ nhân. Người ta bỏ vào trong một cái khung và đẹp quá, đồ bánh tét đẹp quá. Cảm ơn. Có những cái hình ảnh trực tiếp mà không phải ai cũng biết, nhất là những giới trẻ. Mình gói ở đây rồi, nấu ở đâu luôn chị anh? Nấu đây luôn. Chúng ta thấy cái thao thịt. Dạ, làm 3 ngày. Dạ. Chúng ta thấy ban đầu chị ốp lá thành một hình cái bánh. Cảm ơn chị. Sau đó chị bỏ vào trong cái khung đã để được 4 sợi dây làm chữ thập ở trong cái khung trước. Rồi mới lấy cái khung ra. Sau đó để một miếng lá lót vô nữa. Một miếng, hai miếng, và đặc biệt là hai miếng lá đó cho nó
để vuông góc với nhau và nó ló cái đầu ra. À, chúng ta thấy nó ló cái đầu ra vậy hả chị? À đúng rồi. À, chúng ta để miếng lá vào trong đó và cho nó ló một cái phần ra như vậy để làm một cái nắp đậy lại. À. Sau đó nó như thế này. À. Dạ dạ. Ok, nhìn thấy cái khung ở trong, cái khung vuông. Dạ cảm ơn chị, hay quá. Từ đó chị biết ăn bánh chưng mà không biết gói ra sao. Ồ, rồi bắt đầu đổ nếp vô. À, rồi tới nhân đậu. À. Dạ, cho thịt vô. À, sau khi thịt vô là cho thêm một lớp đậu nữa. À, thêm một cái nếp ở phía trên. À. Dạ. Đơn giản mà đầy nghệ thuật á. Tại vì cái lúc mà mình chị bỏ vô chị cũng phải trang đều cho nó giảm đều ha. Đừng có mở ra mà không thấy nếp mà thấy miếng thịt lòi ra. Chú. Dạ. Dạ thì dĩ nhiên là không có rồi, nhưng mà nếu mà đưa cháu làm thì chắc có lẽ chuyện đó có thể xảy ra. Dạ. Theo cháu thấy cái đèn này là không đủ cho mấy cô chú ở đây nha. Có một cái đèn này hơi ít á. Bây giờ là nhỏ á, lại cũng có. Dạ. Dạ. À, cái này bao nhiêu một đòn hả cô chú? Dạ 25 đồng. 25 đồng. Dạ. À. Lò bánh này là lò bánh nổi tiếng ở Hilton. Ồ, lò bánh này nổi tiếng Hilton. Dạ. Dạ. À, cô chú. À, lò bánh tên gì ạ? À, cái đây là bánh do bánh do cô Thu. Bánh cô Thu. Dạ. Lò bánh cô Thu. Dạ. À, chú thường gói là bán tại nhà hay là có bán ra chợ nào không? Dạ, dạ có các chợ như là Hồng Kông này, Thị Quang này, Đông Mai này. Dạ. À, thưa quý vị, đây là lò bánh của cô Thu. À, lò bánh cô Thu và đã bỏ nhiều chợ, như chợ lớn là chợ Hồng Kông, chợ Đông Mai. À, Hồng Kông 5. À, Hồng Kông 2. Quang. À, Hồng Kông 2. Dạ, Hồng Kông 5. Dạ, chợ Đông Mai. Chợ Đông Mai. Dạ. À, chợ Đông Mai. Cao Thắng. Dạ, Cao Thắng. Mỹ Quan. Mỹ Quan. À, chợ chợ gì? Chợ Mỹ Quan. À, chợ Mỹ Hoa. Dạ. Mỹ Mỹ Quan. Dạ, Mỹ Quan. Dạ, Quan. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ ở sao 45. À, cô Thu là cô là cô. Dạ cô Thu. Đây, đây là đây là cô Ngân. Đây là cô Thu. À, quý vị, cô Thu mà mình nói đây là nãy giờ mình biết cô mà không biết là cô tên cô Thu. Dạ. À. Dạ năm mới. Cô Ngân. Dạ đây là cô Ngân. À, dạ đây là cô Ngân. Dạ dạ chào cô Ngân. Rất là cảm ơn mấy cô chú đã giới thiệu chi tiết. Bánh rất là đẹp. Bánh rất là đẹp. Nhìn cái đòn nó thẳng thớm mà nó bứt ra rất là hay. Anh quay lên cái phim hả? Dạ đây đi đi. Đi cái nó thì đi. Cô có hỏi cô quay lên. Ồ dạ. Chúng ta thấy có năm mới. Bánh rất là đẹp. Cảm ơn. Đây là cái bánh ta thấy là nếp có màu xanh. Lấy cái nem. Dạ còn nem nữa, nem chua rất là ngon. Và điều này rất là lấy đại đi. Happy New Year. Happy New Year. Nem chua đó con. Dạ nem chua. Cắt thơm đi em ơi. Cắt thử miếng. Anh thử miếng nha. Dạ thôi, dạ cảm ơn. Dạ anh thử miếng đi. Đây đây có nè, có nè. Dạ, để lấy tờ giấy nếp kinh. Anh ăn thử bánh nha. Yeah. Đúng rồi, và các bạn cô Ngân mời cái miếng nem chua. Ăn một miếng bánh nữa đi nha. Rất là ngon. Ăn rồi thích bánh nha. Thịt với có bún mà con. Dạ, miếng tàu. Cái gì? Đi. 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 Dạ. Đi. Dạ.
tỏi ớt. Rất là hấp dẫn trên cái màu xanh và bánh tét dưa mắm. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn em, em đi chị. Đây là miếng bánh mà có miếng dưa món này, dưa mắm tặng cho. Dạ, dưa món. Dạ, món dưa này là người ta gọi là dưa món. Nếp hơi dẻo, rất là dai, rất ngon, rất là thơm, thơm ngon, mềm mềm, nó tạo một cái hoa vị giữa miếng dưa mắm, ngon quá. Cái thịt cũng vậy đó, cái thịt nó hơi hơi cay cay, có mùi thơm của tiêu, à nó béo béo và mỡ chứ. Các bạn phải nói là những cái gian hàng ăn uống là những gian hàng coi như là được quan tâm nhiều nhất. À, thưa quý vị, cái gian hàng mà mình thấy đông đúc nhất, đặc biệt nhất đó là A&T BBQ. Và nhà mình có mua một cái hộp heo xào lăn. Ảnh nướng liên tục từ hồi nãy giờ, mình vô trước đây một tiếng đồng hồ, bây giờ trở lại vẫn thấy ảnh rất là bận rộn. Gian hàng hấp nướng. Một lượng nước mía lớn đã được bán ra, bằng chứng hồng hồng là những cây mía đã được ép rồi. Thưa quý vị và các bạn, sau mấy chục phút vừa qua dạo vòng quanh hội chợ, mình cũng có được vài cái đúc kết suy nghĩ như thế này. Thứ nhất, cái hội chợ Tết xưa và nay cũng có một vài điểm ấn tượng thu hút quý đồng hương. Đó là hình ảnh của ông Đồ. Hình ảnh của ông Đồ viết chữ. Mình chưa thấy từng thấy hội chợ nào của người Việt ở thành phố Houston. Thứ hai là hình ảnh gói bánh tét, gói bánh chưng, rất là đặc biệt. Và đây gợi lại những hình ảnh truyền thống quê hương trong những ngày Tết cổ truyền. Và có nhiều cái trang trí đặc sắc, như là những cái rừng mai, như là những cái câu liễn, những hình ảnh Tết xưa.
vân vân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Người Miền Tây ở Houston về hội chợ Tết xưa và nay và một số nét văn hóa truyền thống qua những ngày Tết của người Việt ở thành phố Houston. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại các video sau. Xin chào tạm biệt.